La bàn số mệnh Đan Tiên liệu có trở thành quán quân Miss International Queen? S được biết tên cũ của Đan Tiên khi còn ở giới tính nam là Nguyễn Tiến Đạt. Một điểm chung thú vị giữa hai dòng tên cũ và mới này là đều mang chỉ số linh hồn 5, cho thấy bạn này có xu hướng làm theo những gì mình thích một cách rất tự do. Khao khát điều gì là sẽ làm cho bằng được để thỏa mãn. Không có bất kỳ một giới hạn nào có thể ngăn cản được mong muốn đó. Cả hai dòng tên này đều mang sức mạnh của sự tự do cá nhân. Nên dù mang hình hài là nam giới hay nữ giới thì bạn ấy cũng đang truyền đi thông điệp với mọi người là hãy luôn sống đúng với con người thật của chính mình. Dãy ngày sinh ngày 19 tháng 8 năm 1999 là một sự trợ lực rất lớn cho con đường mà Đan Tiên đã chọn. Vì số 1 là con số vượt trội trong la bàn của Tiên, khẳng định sức mạnh nội lực hơn người. Lý giải vì sao bạn này có thể vượt qua rất nhiều định kiến xã hội để cô mế ao với giới tính thật của mình. Cho đến ngày hôm nay, Tiên đã thực sự tỏa sáng với khả năng độc lập và tự chủ của con số 1 này. Không chỉ riêng Đan Tiên mà hầu hết những người chuyển giới đều gặp phải vấn đề trong các mối quan hệ và gia đình. La bàn số cảnh báo và bài học cũ của bạn này đều là con số 6. Có thể đây là thiệt thòi trong cuộc sống của họ, nhưng được sống là chính mình đã là một điều may mắn hơn rất nhiều người. Hiện tại Tiên đang nằm trong vận số 6, con số của tình yêu thương và sự chào đón. Nên việc tham gia cuộc thi ở thời điểm này là một sự thuận lợi. Với Tiên, cô sẽ được nhiều người biết đến và tin yêu và ủng hộ. Đây là kênh nghiên cứu thần số học chuyên sâu. Hãy follow để nhận được nhiều giá trị nhé!